được thực hiện qua việc con Thiên Chúa xuống thế làm người. Chúng con xin kính mời quý cha cùng toàn thể cộng đoàn đến với nhạc phẩm Bước Chân Người Hái Lộc cùng tiểu phẩm Sa Ngã Và Giải Thoát với phần trình diễn của các bạn giáo lý viên và các em thiếu nhi trong toàn xứ. Chúng con xin trân trọng kính mời cha xứ cùng cộng đoàn đón xem. Đức Chúa là Thiên Chúa đã đem con người đặt vào vườn Ê-đen để cày cấy và canh giữ đất đai. Đức Chúa là Thiên Chúa đã truyền lệnh cho con người rằng: hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn, nhưng trái của cây cho biết điều thiện, điều ác thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Đức Chúa là Thiên Chúa phán: con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Con người và vợ mình, cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trường sinh, bước chân người trải rộng trên những trang kinh thánh. Mãi ngàn năm vẫn nguyên vẹn. Mãi ngàn năm vẫn nguyên vẹn. Có bước chân người đi lòng trường sinh, bước chân người trải rộng trên những trang kinh thánh. Mãi ngàn năm. Thiên Chúa sáng tạo con người với ý định ban cho con người sự sống thần linh của Ngài. Ngài chúc phúc cho con người và cho họ thống trị mặt đất. Con người được hưởng cuộc sống vĩnh cửu, viên mãn trong vườn địa đàn. Nhưng hạnh phúc ấy không được bền lâu mà đã vụt tắt, vì con người chạy theo ý riêng của mình nên đã khước từ tình yêu của Thiên Chúa và bất công lệnh Ngài. Em ở đây đợi chút, anh đi kiếm thức ăn nha. Phải chăng Thiên Chúa cấm ông bà không được ăn mọi trái cây trong vườn này không? Không đâu, trái các cây trong vườn chúng tôi đều được ăn, ngoại trừ trái của cây ở giữa vườn thì không. Thiên Chúa phán bảo rằng các ngươi không được ăn, không được đụng đến. Ngày nào các ngươi ăn trái cây đó, các ngươi sẽ phải chết. Chẳng chết chóc gì đâu, vì Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây ấy, mắt ông bà sẽ mở ra. Ông bà sẽ trở nên như những vị thần, biết điều thiện, điều ác. Ông bà sẽ trở nên như Thiên Chúa. Trái này trông rất đẹp, mùi cũng rất thơm. Mình cứ hái một trái ăn thử xem. Trái cây này ngon thật, mình phải hái thêm một trái nữa cho Adam ăn chung cho vui. Chỉ ngon thế này, ăn một mình phí quá. À, anh Adam, trái của cây ở giữa vườn này ngon lắm, anh ăn thử đi, em ăn rồi nè. Hả? Đó là cây biết điều thiện điều ác mà Thiên Chúa đã cấm chúng ta ăn. Nếu chúng ta ăn, chúng ta sẽ chết. Anh nhìn em xem, em ăn rồi nè, có chết chóc gì đâu. Anh ăn thử đi, ngon lắm, không sao đâu mà. Cuối cùng, ta cũng dụ dỗ con người phản bội Thiên Chúa. Có người tin lời ta chứ không tin lời Thiên Chúa. Yeah.
Dạ, dạ. Con đã nghe thấy tiếng ngài, nhưng con sợ hãi vì con chân chua nên con lẩn trốn. Ai? Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà ta đã cấm ngươi ăn không? Dạ, dạ. Người đàn bà ngài đã cho ở với con. Đấy nè, nó đã xúi con ăn trái cây ấy. Dạ, dạ, con rắn kia kìa. Chính nó đã lừa dối con, nên con ăn. Thank you.